say tình sớm mai chúa nhật học trò nghỉ hết nên trường nữ lưu học hiệu của cô cầm hương mấy căn đều đóng cửa vắng hoe căn nhà riêng của cô ở là căn nhà đầu thì cửa mở có một cánh cô bạch yến bận một bộ đồ lụa mỏng màu trứng gà trao dồi thiệt khéo trang điểm thiệt đẹp ngừng xe kéo ngay trước cửa cô cầm hương rồi bước xuống gọn gàng mở bóp bằng da màu xám ra lấy bạc cắt mà trả tiền xe chú sa phu đưa hai tay lấy tiền và nói nhỏ nhẹ rằng đường xa quá xin cô cho tôi xin năm xu. Bạch Yến cười và lật đật lấy thêm một cắc mà nói rằng, tôi cho chú thêm một cắc đó. Cô đưa rồi quầy quả đi vô cửa. Sa Phu nói, ơ cô, dù, chú nói và lấy cây dù bằng lụa xám chạy rìa xanh mà đưa. Bạch Yến trở lại lấy dù rồi bươn bà đi vô, không kịp cảm ơn Sa Phu, mà Sa Phu hỏi chừng nào cô về đặng chờ, thì cô khoát tay mà thôi, không kịp nói bước vô tới cửa ngó quanh quất không thấy ai hết bộ cô thất vọng nên có sắc buồn người đàn bà ở nấu ăn đương lui cui sau bếp thấy dạng cô bạch yến thì nhè nhẹ đi lên bạch yến hỏi cô đốc đi đâu vắng thưa bà tôi còn ngủ qua 8 giờ rồi mà còn ngủ hay sao thưa hồi hôm có khách trà vinh lên mời bà đi coi hát khuya tôi phải thức dậy sớm mà đưa khách về rồi mới đi ngủ lại nên ngủ trễ từ buổi sớm mai tới giờ có ông bác vật lại đây hay không? Ông bác vật nào? Ông bác vật đắc, bà con với cô đốc đó. Thưa, không có, Bạch Yến rùn vai. Châu Mài rồi nói rằng, thôi chị làm việc gì thì đi làm đi. Để tôi ngồi đây tôi chờ cô đốc, tôi coi chừng nhà cho chị luôn thể. Người nấu ăn xây lưng đi vô trong. Bạch Yến để dù và cái bóp trên cách, đi văng, rồi ngồi trên ghế tại salon. Cô thấy có chân dung của cô cầm hương để trên bàn, cô vói tay lấy mà nhìn cô coi mà mắt cứ dòm chừng ngoài cửa hoài, một lát cô buông cái chân rung, cô đúng dậy, rồi bước lại cửa mà dòm ra đường. Cô đứng đó một hồi rồi cô trở vô, cô ngồi lại cách, đi văng, cô mở bóp lấy kiếng với phấn ra rồi cô soi mặt mà rồi phấn lại. Bạch Yến đang chăm chỉ rồi mặt, thình lình tất đắc bước vô đứng tại cửa giở nón mà dòm vô nhà. Tuy nhà không được sáng, nhưng mà hai người thấy nhau rõ ràng tất đắc xâm xâm bước vô miệng chúng chím cười, còn Bạch Yến lật đật bỏ kiếng và phấn vào bóp, bộ rất bỡ ngược. Tất đắc cúi đầu chào Bạch Yến và hỏi rằng, tôi rất cung kính chào cô. Cô xuống tới hồi nào? Cô chờ tôi lâu hay không? Em cũng chào ông, em xuống tới đây hồi 8 giờ 5 phút, bây giờ mấy giờ rồi? Bạch Yến vén tay áo mà coi đồng hồ rồi đáp rằng, đúng 8 giờ rưỡi. Té ra cô chờ tôi 25 phút, tôi lỗi quá. Chiều hôm qua tôi được thơ của chị Đốc dậy sớm mai này, từ 8 giờ tới 8 giờ rưỡi tôi phải xuống đây đẳng tính việc hôn nhân. Chị lại nói có lẽ sẽ được gặp cô, tôi mừng quá, nên bữa nay tôi dậy sớm, thay quần áo rồi 8 giờ thiếu 10 phút tôi ra đi. Rủi đi dọc đường tôi gặp một người anh em bạn níu lại đứng nói chuyện dần dần, làm cho tôi đi trễ, để cho cô phải nhọc lòng. Tôi xin cô tha lỗi cho tôi, ông có lỗi chi đâu, em đi chợ Bến Thành tiện đường em đi thẳng vô đây thăm cổ đông thiệt em không rẻ ông cũng lại đây té ra hai ta gặp nhau đây là việc tình cờ tôi được gặp cô thì vui vẻ phi thường mà nghe cô nói mấy lời vô tình ấy thì sự vui của tôi mười phần giảm hết năm phần tại sao vậy cô không biết hay sao cái tình cờ nó vô tình lắm phải cố ý gặp nhau thì mới có tình chớ tình lình gặp nhau thì có tình chi đâu bạch yến ngó tất đắc rất hiếu tình rồi cười mà nói rằng Thôi, em có ý muốn gặp Đa. Bây giờ sự vui của anh trở lại đủ 10 phần hay không? Tất đắc cười và đáp rằng, nghe mấy lời này, sự vui của qua gia bội tới 20 phần, chớ không phải 10 phần đâu. Em cố ý muốn gặp qua thì sự vui trở lại đủ 10 phần, rồi nghe em kêu qua bằng, anh, thì vui thêm 10 phần nữa là 20 phần. Bạch Yến gật đầu, tất đắc để cái nón trên bàn, cậu ngồi cái ghế gần chỗ Bạch Yến ngồi rồi hỏi nhỏ rằng, chị Đốc đi đâu? Nãy giờ em xuống đây có gặp chị hay chưa? Cô đốc còn ngủ, ý, mày giữ lạ à? Vái chỉ ngủ tới chiều rồi chị sẽ thức dậy Tại sao anh vái kỳ cục như vậy? Quà ái chỉ ngủ tới chiều đặng mình có nhiều giờ mà nói chuyện với nhau Em không thể ở lâu được Em xin phép má đi chợ một chút thôi Em trông cô đốc thức dậy em nói chuyện rồi em về Má khó lắm chẳng bao giờ cho em đi đâu một mình Hôm sớm mai em nói hết sức má mới cho đi đó mà má dặn đi một chút xíu mà thôi ở lâu đây má dày chết nếu má gắt như vậy thì qua không dám cầm em ở tới chiều bởi vì qua tính hễ gặp em thì qua sẽ năn nỉ xin em từ nay cho đến đám cưới em vui lòng cho qua thấy mặt thường nếu được gặp mới lần đầu mà để cho em bị má dày rồi má giận má không cho đi nữa thì qua làm sao mà gặp em cho được vậy qua không dám cầm em ở lâu xong qua xin em vui lòng ở nếu không được vài giờ thì cũng được một giờ đặng qua tỏ tình của qua đối với em cho em rõ. Cha chả, chưa có gì hết mà kêu bằng, má, nghe ngon dữ. Hôm nọ có trước mặt nhiều người má đã hứa gả em cho qua rồi. Từ ngày ấy qua tính chắc qua là con rể, nên qua kêu bằng má chớ sao. Má chịu gả, mà anh chưa biết em ưng hay không, thì làm sao anh dám chắc anh là con rể. Em không ưng hay sao? Câu hỏi đó em chưa trả lời được. Tại sao vậy? Tại em chưa nhất định, chết chưa? Vậy chứ em còn đợi gì nữa mà em chưa chịu nhất định? Đợi gặp anh, gặp đây rồi thì nhất định đi, em muốn gặp Cô Đốc rồi em mới nhất định trước mặt anh và Cô Đốc, bây giờ Cô Đốc còn ngủ, thôi em nhất định thế nào, em nói phứt cho qua biết trước coi. Anh gấp nghe lắm hay sao? Gấp lắm, anh muốn nghe gấp thì em nói cho anh nghe, em không ưng. Tất Đắc vừa nghe nói thì vùng đứng dậy ngó Bạch Yến chân chân cậu châu mày thọc tay trong túi quần đi qua đi lại rồi đứng ngay trước mặt bạch yến mà hỏi rằng em chê qua nên em không ưng phải hôn bạch yến ngồi ngó ngay ra cửa không chịu trả lời tất đắc hỏi câu ấy một lần nữa thì cô mới thủng thẳng đáp rằng phải em chê anh nên em không ưng tại sao em chê em chê chê chỗ nào xin em nói cho qua biết chỗ em chê anh đã biết rồi cần gì phải nói ra làm chi tất đắc di qua đi lại một hồi nữa, rồi lại cách, đi văng, ngồi gần một bên Bạch Yến, ngó cô một cách gian díu nói giọng buồn thảm rằng, em nói thiệt hay nói chơi? Nói thiệt, em có biết sự nói thiệt của em đó làm đau đớn cho Qua cũng như em bắn mũi tên nhọn vào trái tim của Qua hay sao? Dù thế nào đối với Qua, em cũng phải dùng một chút từ bi, chớ sao em nỡ nhẫn tâm quá như vậy? Em không ưng thì nói em không ưng, có chi đâu mà nhẫn tâm Ví như em không ưng thì em nói với chị Đốc, hoặc em viết thơ mà nói cho qua hay cũng được. Em không chịu làm như vậy, em lại quyết gặp mặt qua đặng em truyền giao sự em không ưng. Cử chỉ dường ấy không phải là cử chỉ của một người độc ác hay sao? Cử chỉ đó là cử chỉ của gái đời này chớ, việc gì cũng nói ra ngay, không sợ ai mà làm bộ làm tịch. Gái đời nào cũng vậy, có lẽ nào gái đời nay lại không có nhẫn tâm? Em không ưng, anh phiền em lắm hay sao? mà sao theo trách em hoài vậy, em hỏi kỳ quá, hồi nãy em tính đợi cô đốc thức dậy rồi em sẽ nói. Ai biểu anh cứ theo hỏi hoài làm chi, cho em phải nói ra, rồi bây giờ anh phiền. Qua tưởng em muốn tính chuyện đám cưới nên qua mới theo hỏi, chớ qua có rẻ em nói chuyện như vậy đâu. Tất đắc chống tay trên tù, đi van, mà thở dài rồi nói một mình rằng, hôm trước tôi đã sợ việc đó, nên tôi do dự. Tại chị Đốc nói bướng, nên bây giờ tôi mới bị hổ thẹn như vậy. bạch yến liếc mắt ngó tất đắc mà nói rằng em không ưng là tại anh chớ có phải tại em đâu mà anh phiền em sao mà tại qua tại anh không thương em mà anh dám tính đặng nói cưới bướng em chớ tại sao qua không hiểu em muốn nói cái gì nếu qua không thương em thì làm sao qua dám cậy chị đốc làm mai đặng qua nói mà cưới em người có sắc như em lại có một bà mẹ như bà mẹ của em thì có thế nào mà người ta không thương đằng? Qua chẳng phải là đá hay là cây, thì qua thấy em tự nhiên qua cũng phải thương em, chớ làm sao mà không thương. Anh nói như vậy, sao hôm gặp nhau lần đầu trong hội trợ anh không thèm ngó tới em? Vì qua sợ ngó rồi thương em đi, mà cái thương vô hy vọng thì khốn nạn lắm, nên qua không dám ngó. Em nghi những lời anh nói đó là lời phĩnh phờ, chớ anh không có thương em chút nào hết em lấy bằng cớ nào mà em nghi nếu anh thiệt thương em mà sao anh còn tính sự đi lên lèo em phiền anh chỗ đó lắm nên em không ưng anh hiểu chưa à à tưởng em phiền về việc nào kia chớ phiền về việc đó thì quấy lắm để qua cắt nghĩa cho em nghe việc đi lèo qua tính trước khi gặp em chớ không phải mới tính đây qua học thành tài rồi tự nhiên qua phải lập thân chớ không lẽ ở không đi chơi hoài bây giờ anh nói chuyện sao nghe trái với chủ nghĩa bất cần lao quá đó là chuyện bày ra nói chơi cho vui chớ chủ nghĩa gì em anh giải chủ nghĩa ấy hôm trước nghe hữu lý lắm chớ má nghe má chịu lắm vậy hả thôi để chừng cưới rồi qua sẽ dạy cho em thông đặng thiệt hành với qua bây giờ để qua nói việc nhà của qua cho em rõ xin đừng nói chơi nữa thiệt qua lo lập thân hết sức việc đi lên lèo là cái tiền trình của qua tiền trình ấy tuy đẹp đẽ song không vui vẻ cho lắm từ ngày qua gặp em nhất là từ ngày qua được lời má gả em cho qua thì qua coi cái tiền trình ấy càng thêm rực rỡ bội phần chẳng khác nào con đường dắt qua vào cảnh tiên mà chẳng khác nào con đường để cho qua đem hạnh phúc đến mà dưng cho em vậy vì qua thương em qua trọng em lắm nên qua mới tính cưới em nếu qua được một người vợ như em thì qua phải làm cách nào để vợ qua giàu có sang trọng hơn các đờn bà khác hết thảy, chớ chẳng bao giờ qua chịu cho vợ qua cứ lục đục ngồi cái địa vị tầm thường như họ vậy. Ấy vậy vì thương em, nên qua phấn chấn muốn đi lên lèo. Lẽ thì em thấy qua như vậy em càng thương qua, chớ sao em lại phiền qua. Anh cưới em rồi, anh đi lên lèo, anh bỏ em hay sao? Em đi với qua chớ, em đi sao đặng, em đi rồi bỏ má ở nhà với ai? Mình đi lâu lâu về thăm má. Má không chịu cho em đi đâu, thôi thì em ở nhà với má, lâu lâu qua về thăm một lần. Em không chịu như vậy đâu, vậy chờ anh quên lời má buộc hôm trước hay sao? Má nói má buộc gắt một điều, là hệ cưới rồi thì phải về ở nhà với em và má. Phải, hôm trước má có nói như vậy, cha chả, nếu thiệt má cản không cho qua đi lên lèo thượng mà tìm mỏ, thì tiền trình của qua bị bít rồi, uổng tài học của qua lắm nếu anh không chịu bỏ việc đi lên lèo thì má không gả mà em cũng không ưng nữa anh liệu lấy nếu em buộc gắt như vậy thì tôi nghiệp cho qua lắm xin em thưa dùm lại với má em cắt nghĩa cho má rõ em không thưa em không cắt nghĩa gì hết em nhất định anh phải ở nhà bỏ việc tính đi lên lèo đi ở nhà rồi đi làm nghề gì ăn thiệt hành cái chủ nghĩa bất cần lao việc quan hệ cho đời của qua mà em cứ nói pha lừng hoài Em nói hắn hỏi, chớ em có pha lửng đâu, nếu anh bỏ việc đi lên lèo, thì anh muốn gì cũng được hết thầy. Anh nằm không mà ăn, còn có buồn thì thả đi chơi, chọn đời không đói rách chi đâu mà sợ. Khó quá, có chi đâu, không cần làm việc chi hết, xong cũng sung sướng no ấm đến giả, như vậy thì dễ quá, sao lại than khó. Coi kỳ lắm chớ, làm trai mà để cho vợ nuôi thì thiên hạ coi ra gì việc riêng của mình có can phạm gì đến thiên hạ mà họ dám xía miệng vô. Mình phải nuôi vợ thì mới lo, chớ còn mình được vợ nuôi thì khỏe quá, có chi đâu mà ngại. Em nói dứt với anh một điều này, nếu anh bỏ việc đi lên lèo thì em ưng, còn nếu anh cứ tính đi, thì má đã không gả, mà em cũng không ưng nữa. Trong hai lẽ ấy anh chọn lựa đi, nếu thiệt anh thương em, thì anh viết thơ liền qua Paris mà từ phút việc đi lèo cho rồi. Khó quá! hai người mới nói tới đó kế cô cẩm hương trong buồng bước ra cô mặc đồ mát xõa tóc xuống lưng cô ngó hai người mặc cười và nói rằng cặp đa tình này quá quắc rồi cứ dù gì hoài không cho tôi ngủ tôi nghe nói chuyện nãy giờ gần chót một giờ đồng hồ rồi vậy mà nói chuyện đã dứt hay chưa tất đắc và đứng dậy và đáp rằng thưa chưa chưa nói chuyện gì mà dài dữ vậy cô hai nói nếu em còn tính việc lên lèo thượng mà tìm mỏ thì cô không ưng. Nãy giờ em viện đủ lý lẽ mà cắt nghĩa mà cắt nghĩa chỗ lợi hại cho cô hiểu. Em năn nỉ xin cô đừng biết nẻo tiền trình rực rỡ của em xong cô gắt quá. Cô không chịu nghe, cứ buộc em phải cân khối ái tình với sự lập thân. Nếu em lo sự lập thân nặng hơn, thì đừng có mong cưới cô. Còn hai nó nói phải lắm chứ. Nếu cậu coi cái sự lập thân của cậu trọng hơn nó, thì nó ưng cậu sao được. Lương mỗi tháng 600 đồng bạc, lại hưởng huê hồng 2% nữa Nếu bỏ uổng quá Cậu có tiếc thì cậu lên lèo đi Đừng có cưới vợ Còn như cậu muốn bắt cá hai tay Được công danh mà cũng được vợ nữa Thì năn nỉ với nó Chừng nào nó chịu thì tôi sẽ lên tôi thưa dùm Với bà huyện mà xin định ngày cưới Còn hai Em có nghe bà nói lối nào bà cho cưới hay không Bạch Yến đáp rằng Thưa hôm qua má em nằm nói chuyện với bà ba Em nghe má em nói Có cưới gấp cũng phải để tới rằm, 16 tháng sau mới cưới được. Một tháng bảy bữa nữa, ừ, phải định xa ngày như vậy mới đủ thời giờ may áo, may quần, sắm đồ sắm đạc chớ. Tuy nói như vậy, xong anh bác vật phải bỏ việc đi lèo thì má em mới cho cưới, chớ nếu ảnh tính đi hoài, thì má em không chịu gả đâu. Cậu bác vật liệu lấy, muốn được vợ đẹp hay là muốn lãnh lương mỗi tháng 600 đồng, muốn cái nào tự ý cậu. Thôi để tôi rửa mặt rồi tôi đi ra Sài Gòn mua đồ về ăn chơi. Ở nhà đó nói chuyện mà chờ tôi nghe chưa? Tôi đi một chút tôi về liền. Cô cầm hương chờ vô buồn. Tất đắc chắp tay sau đít đi qua đi lại bộ suy nghĩ lung lắm. Bạch Yến ngồi trên, đi văng, cứ ngó chừng cậu hoài xong không nói chi hết. Cậu đi một hồi rồi câu nói rằng, lương mỗi tháng 600 đồng có phải ít đâu. Còn tiếc nữa, lương lãnh nhiều, xong ở trong rừng trong núi, nghe chim kêu cọp giống, không có một người vợ biết yêu biết trọng, biết lo cho mình, lúc buồn không có ai thỏ thể mà khuyên giải, lúc mình đau không có ai lo chén thuốc, bát cơm, có tiền nhiều như vậy thì có tiền nhiều mà làm gì? Nếu có tiền nhiều mà lại còn có được một người vợ như em nói đó nữa, thì quý biết chừng nào. Dầu ở trong rừng trong núi cũng chẳng hại gì, hễ vợ chồng thiệt thương nhau rồi thì trí chồng đầy hình ảnh của vợ, trí vợ đầy hình ảnh của chồng, không còn thấy ai không còn nhớ ai hết dầu ở chốn kinh thành cũng như ở đồng sa mạc vậy cũng nên vào rừng lên núi mà ở đặng tránh các thế tục vô vị để chọn thì giờ mà thương yêu nhau há chẳng hay hơn sao bạch yến rưng rưng nước mắt ngồi lặng thinh ngó ra cửa không nói chi hết tất đắc thấy vậy lật đật bước lại ngồi một bên rồi hỏi nho nhỏ rằng vì qua mà em phải u sầu đau đớn đến thế hay sao bạch yến cứ ngó ra cửa không trả lời Cô cầm hương rồi phấn thay đồ ở trong buồng cô bước ra và nói rằng, thôi, ở nhà đó nghe hôn, để tôi đi mua đồ về ăn. Cô vừa nói vừa đi ra cửa kêu xe kéo mà đi. Tất đắc đứng dậy khép bớt cánh cửa rồi trở vô ngồi một bên bạch yến mà nói rằng, qua thấy em buồn, qua chịu không được, qua bứt rứt cũng như trăm ngàn mũi kim châm chích qua vậy. Xin em đừng có buồn nữa. Bạch Yến dây qua ngó tất đắc, cặp mắt ướt rượt, mà nói rằng, anh đã làm cho em buồn. Rồi bây giờ anh biểu em đừng buồn Em làm sao cho hết buồn được Có lẽ em chết thì em mới hết buồn Em đừng có nói vậy chứ Thủa này em chưa thấy một người nào như anh Làm cho người ta buồn Rồi biểu đừng buồn Muốn cho người ta chết Rồi biểu người ta đừng chết Thiệt là kỳ quá Việc gì thùng thẳng mà bản tính Có chi đâu mà buồn rồi nói phải chết Việc như vậy mà anh nói không có chi hết Anh biết em thương anh Bây giờ không thể nào em rời anh được mà anh biết phận em có một mẹ một con em thương má em lắm em cũng không thể xa má em được anh biết như vậy mà em năn nỉ xin anh đừng đoạn tình mẹ con của em và cũng đừng đoạn tình thân ái của em nữa mà anh không chịu nhận lời thế thì làm sao mà em không buồn làm sao mà em không muốn chết cho được bạch yến nói tới đó rồi nước mắt chảy ròng ròng tất đắc nhìn bạch yến chân chân rồi thở dài một cái mà nói chậm rãi rằng thôi em đau đớn đến thế thì qua phải tí cái đường công danh của qua cho rồi, chớ còn tiếc làm gì. Bạch Yến vừa nghe mấy lời ấy thì dây qua hỏi rằng, anh nói sao? Qua nói em đau đớn đến thế, thì qua phải tí cái đường công danh của qua, chớ còn tiếc làm gì. Thiệt như vậy hay sao? Thiệt anh chịu bỏ sự tính lên lèo hay sao? Thiệt, qua bỏ hết để cho em được vui lòng. Bạch Yến vội vàng nắm lấy tay tất đắc và cười và nói rằng, em cảm ơn anh lắm má em hay anh chịu bỏ sự đi lên lèo thì má em mừng biết chừng nào. Tất đắc ngó bạch yến, thấy cô nước mắt nhiều ướt mặt, thì móc khăn ngủ xoa, một, trong túi ra mà chậm cho cô. Cô cứ đâm cho cậu lau nước mắt, cô ngồi im lìm, trí tiêu diêu, xác khoái lạc. Cậu lau mặt cô khô rồi, cô bèn kề mặt gần mặt cậu mà nói rằng, anh biết thương em, anh dám thí đường công danh của anh mà làm cho đời em được hưởng hạnh phúc, thì em phải thương anh liền bây giờ em cho phép anh hôn em một cái đi. Mùi thơm bát ngát, tiếng nói dịu dàng làm cho biển tình tràn trì, lửa tình hưng hực. Tất đắc không thể dàn lòng ái sắc được nên ôm mặt Bạch Yến mà hôn một cái rất lâu. Bạch Yến cũng tiếp mà hôn trả lại một cái, rồi hai người buông nhau ra, ngồi ngó nhau mà cười. Tất đắc bàng hoàng, Bạch Yến hớn hở. Bạch Yến nói, cai đời của em chưa có lần nào mà em được vui vẻ như lúc bây giờ đây em vái van cho sự vui vẻ ấy từ giày nó đừng lìa em một giây phút nào hết anh có vui vẻ như em vậy hay không qua ấm vui lắm nhưng mà không biết sự vui ấy nó có kéo dài cho đến mãn đời của chúng ta hay không được em chắc được em hứa em sẽ làm cho anh vui vẻ luôn luôn cho đến chừng nào anh chết thì em chết theo một lượt em làm như vậy đăng em đền ơn anh thí công danh mà vui với em mà anh nhất định anh không đi lên lèo vậy chừng nào anh viết thơ qua paris mà hủy lời anh hứa với hội về nhà rồi qua sẽ viết thơ liền cám ơn lắm hễ anh bỏ thơ rồi thì anh cho em hay nghe hôn em về nói cho má hay đây má mừng lắm nè em nói cho anh biết bà già khó thất kinh đa anh mấy bữa sảy em coi ý bà già hơn anh rồi qua có sao đâu mà hơn hôm qua ngồi ăn cơm má nói với em để bữa nào má xuống má trách cô đâu má nói hôm trước má đã chịu gả rồi mà cô đốc lại xin kể cái tiệc hôm đó là đám hỏi hễ đám hỏi rồi thì anh phải làm gì mà sao hôm nay cô đốc không biểu anh lên làm gì nên má giận qua không rè thôi để mai mốt qua lên ừ anh phải lên chớ đừng để cho má phiền mà có lên thì lên buổi sớm mai nghe hôn đặng ở chơi cho lâu anh đi một mình cũng được khỏi cậy cô đốc đi theo qua thấy má qua kính mà qua lại sợ quá chắc là qua không dám ở lâu sợ giống gì má là người chuộng lễ nghĩa theo xưa còn qua là trai đời nay tính nết không nghiêm chỉnh nên nói chuyện với má qua sợ thất lễ sao hôm anh gặp má trong hội trợ anh nói chuyện đủ thứ hết mà anh không sợ hôm đó khác bây giờ khác bây giờ anh làm chàng rể nên anh sợ hả anh đừng có sợ bà già thương anh lắm cưng anh lắm để em nói việc này cho anh nghe hôm tháng riêng bác tư thanh nói với má rồi dắt thầy thông nào đó không biết đến coi em má cho coi mà chừng thầy thông đó coi rồi chiều má cho mời bác tư thanh lại má cằn nhằn thất kinh má nói người như vậy mà làm mai nỗi gì má chê thầy thông đó lù mù mà lại độc hiểm má chê đủ thứ hết má khó lắm chứ có phải dễ đâu mà không hiểu tại sao má thương anh hôm gặp anh trong hội chợ đó rồi về nhà má cứ nhắc anh hoài mà hễ nhắc thì má khen anh vui vẻ khôn ngoan từ hôm má chịu gả đến nay má lại nói không biết tại sao mà má thương anh quá má có nói má thương qua hay sao má nói thường hoài ai tới nhà thăm hễ hỏi tới chuyện gả em thì má cũng nói tại má thấy anh má thương nên má mới chịu gả má nói tới anh thì má kêu thằng bác vật của tôi Má tính hệ cưới rồi thì má giao hết công việc nhà cho mình cai quản coi thâu tiền phú, coi góp lúa ruộng, làm sao đó mình làm, để má thong thả mà chơi cho khỏe trí. Má lại tỏ ý muốn mua một cái xe hơi để cho mình đi chơi. Anh biết cầm bánh xe hơi hay không? Biết, xong qua chưa thi, nên chưa có giấy phép. Hễ mua xe rồi thì anh xin thi, có khó gì đâu. Nè, hễ anh cầm bánh dành, rồi anh dạy cho em cầm bánh nữa, nghe hôn vợ chồng biết cầm bánh hết, rồi khi nào có đi chơi xa, anh cầm mệt, thì anh sang cho em cầm thế anh đặng anh nghỉ. Nếu vợ chồng mà được đồng tâm hiệp lực như vậy thì có chi vui bằng. Biết như vậy, sao nằng nặc muốn đi lên lèo hoài, biểu ở lại con dục rắc. Bạch Yến vừa nói vừa vói tay vào mặt tất đắc, tất đắc lắc đầu nói rằng, qua không rè ngày nay qua được hạnh phúc như vậy. Thiệt anh không rè hay sao? Thiệt không rè, em cũng vậy em không dè mà em tưởng chừng cưới rồi, cái hạnh phúc của chúng ta còn lớn hơn nữa. Em tính đám cưới rồi em xin má cho phép vợ chồng mình dắt nhau đi chơi một tháng. Ý anh muốn đi đâu? Muốn lên Đà Lạt hay ra Bắc Kỳ? Em muốn ấy là qua muốn, em định đi đâu thì qua đi đó. Em muốn đi chỗ nào có núi mà lại có biển nữa. Anh biết tại sao em muốn như vậy hay không? Đặng sớm mai mình lên triền núi, kiếm mấy hòn đá giữa gốc cây mình nằm rồi nhìn mặt nhau nhau mình nắm tay nhau mà nghe tiếng chim hót trên nhành nghe tiếng nước chảy dưới suối buổi chiều mình dắt nhau đi dài theo bãi biển tay cầm tay mắt ngó ra ngoài khơi tình mình gian díu như biển rộng như trời cao quên hết thế gian chỉ còn biết có vợ chồng mình mà thôi như vậy đó cái hạnh phúc của mình mới đầy đủ bạch yến nói dứt lời rồi thì thấy tất đắc mùi lưỡng đưỡng lờ đờ coi bộ không vui cô hỏi rằng em coi sao bây giờ anh có sắc buồn tại em tả cái hạnh phúc cao quá nên qua sợ qua không có duyên mà hưởng được anh đừng sợ em sẽ làm cho anh hưởng cái hạnh phúc ấy và có lẽ còn nhiều cái hạnh phúc cao hơn nữa ý cô đốc đi lâu rồi chắc cô gần về hồi nãy em khóc nước mắt làm trôi mất hết để em rồi lại kèo cô đốc về cô thấy cô cười bạch yến mở bóp ra lấy kiếng soi mặt mà rồi phấn lại tất đắc ngồi chống tay trên cái gối thêu mà ngó cô. Vóc yểu điệu, da trắng trong, tay dịu dàng, răng nhỏ rứt, cậu ngó một hồi cặp mắt cậu lừ đừ giờ say giờ tình. Bạch Yến dây lại cười và hỏi rằng, anh làm gì mà ngó em dữ vậy? Người em đẹp quá, đẹp mỗi chỗ hết thầy, nên không ngó không được. Em đẹp như vậy anh có vui lòng hay không? Qua vui lắm, mà qua lo lắm, sao mà lo? qua lo là lo không biết được làm chủ cây vóc liễu mình hoa vô giá này được lâu dài hay không. Tại sao anh nói như vậy? Anh nghi em không chọn thương anh hay sao? Không biết tại sao mà qua ngó em rồi trong lòng qua không an. Tại anh nghi em không thương anh chớ gì? Anh muốn em thề đặng cho anh hết nghi không? Thôi, thôi, thề thốt làm chi? Qua xin em nói cho qua biết một điều mà thôi, ví như qua không phải là bác vật gì hết. Qua là một người trai học thức lem nhem vô gia cư, vô nghiệp nghệ, em gặp qua em biết như vậy rồi mà em có thương qua như em thương bây giờ đó hay không? Em thương là em thương anh tất đắc chớ em không kể anh bác vật nào hết, anh xưng bác vật, em còn buồn nữa. Ý em như vậy, còn ý má như thế nào? Má cũng vậy, nếu má hàm cái danh bác vật của anh thì có bao giờ má buộc anh bỏ sự đi lên lèo mà tìm mò. Cảm ơn em, em đáng kính trọng lắm, còn nghi nữa thôi, thôi, cô cầm hương về tới cô xô cánh cửa mở ra, tất đắc với Bạch Yến đều đứng dậy, cô cầm hương kêu chị nấu ăn ra xe bưng đổ vô. Cô nói với tất đắc rằng, tôi mua bánh hỏi, bánh mì thịt nguội, bơ, hai. Nãy giờ ở nhà năn nỉ được hay chưa, Bạch Yến hớt mà đáp rằng, anh bác vật năn nỉ em không được, nên phải chịu thua rồi cô à, thua sao đó. Anh nhất định bỏ sự đi lên lèo đặng cưới em, ờ, tính như vậy mới phải chớ, vợ thương, mẹ vợ Yến chuyện gì mà bỏ trốn đi lên lèo. Người thương mới quý, chớ tiền bạc mà quý gì. Bây giờ cậu chịu rồi phải hôn. Tất đắc gật đầu chịu, cô cầm hương cười và nói rằng, thôi để bữa nào tôi lên tôi xin bà định ngày lo làm đám cưới. Bạch Yến nói rằng, chắc má em định dầm 16 tháng sau. Được, mà qua phải lên nói giáp mặt với bà chớ, vì cậu bác vật ở chung một nhà với anh em, qua tính xin với bà cho nhập phòng đàng gái chớ không rước dâu làm chi má em cũng tính như vậy cho tiện nếu bà sẵn lòng thì dễ lắm thôi chưa rồi có đói bụng phụ nhau dọn đồ ăn chơi ba người đồng vô trong kẻ trải nắp người bưng bánh phụ với chị nấu ăn mà dọn rồi ngồi lại ăn với nhau cẩm hương với bạch yến thì vui cười hớn hở nói chuyện không rất tiếng còn tất đắc thì ngồi ăn nghiêm chỉnh không nói chi hết cô cẩm hương thấy vậy nên hỏi rằng cậu bữa nay sao làm tình dữ vậy cậu có làm tình gì đâu, nãy giờ không nói một tiếng, mà còn làm tình chớ. Muốn làm oai với vợ, thì để cưới rồi sẽ làm oai, chớ chưa cưới mà cậu làm oai, con hai giận nó không ưng, thì cậu hỏng cẳng đa. Bạch Yến cười mà nói rằng, em biết không phải ảnh làm oai với em đâu. Tại em không cho ảnh đi lên lèo, nên ảnh buồn chớ gì. Phải vậy hay không anh bác vật? Không phải vậy, chí tôi lúc này sao nó lộn xôn quá tôi không thể nói ra được. Chắc anh muốn làm đám cưới cho gấp chớ gì, thủm thẳng vậy mà, để em có ngày giờ may áo may quần chớ. Anh có buồn thì ít bữa lên trên nhà làm rể một bữa, cũng gặp được em vậy. Tất đắc không nói nữa, cô Cẩm Hương nói rằng, thôi, đừng có buồn, để bữa nào rảnh tôi đi lên thưa dùm với bà coi có thế nào cuối tháng này bà cho cưới được hay không. thủm thẳng vậy chớ, cưới vợ mà muốn nói bữa nay rồi mai cưới liền sao được ăn uống xong rồi, Bạch Yến coi đồng hồ thì đã 11 giờ. Cô sửa soạn cáo từ mà về, Bạch Yến lấy rủ, rồi đứng suy nghĩ, dường như còn nhớ coi, còn phải nói chuyện gì nữa. Cẩm hương bước vô trong, Bạch Yến hỏi tất đắc rằng, cái khăn ngủ xoa của anh đâu? Anh đưa cho em coi một chút, tất đắc móc túi lấy khăn ra đưa cho cô, cô cầm mà coi rồi cô bỏ vô bóp, cô lại móc túi lấy cái khăn của cô ra mà đưa cho tất đắc và nói rằng em đổi cho anh đây anh cất đi bạch yến bước vô trong mà từ giã cầm hương rồi trở ra nói với tất đắc rằng bị anh mà em ở chưa quá về đây chắc má không bằng lòng thôi em về nghe hôn bữa nào anh lên mai mốt mai hay mốt phải nói cho chắc chớ mai anh lên nghe hôn mốt mai lên cũng được sao lại để tới mốt mà lên sớm nghe em trông lắm bạch yến nói dứt lời rồi lật đật ra cửa kêu xe kéo đi về